Xin kính chào quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề Những loại dưỡng chất phòng bệnh loãng xương. Thưa quý vị và các bạn, theo Hội Loãng xương quốc tế có khoảng 200 triệu phụ nữ trên khắp thế giới bị loãng xương. Phần lớn những phụ nữ này ở độ tuổi từ 60 tới 80. Bệnh có ảnh hưởng tiêu cực lên sức khỏe xương và gây lún cột sống, gãy khớp háng và các khớp khác. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh loãng xương bằng cách bổ sung 6 loại dưỡng chất dưới đây trong chế độ ăn uống hàng ngày. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Canxi, cả phụ nữ và nam giới ở tuổi trung niên đều cần trung bình 1.000mg canxi mỗi ngày. Nhu cầu này tăng lên thành 1.500mg đối với phụ nữ thời kỳ mãn kinh và nam giới trên 75 tuổi trên thực tế phần lớn mọi người đều không được cung cấp đủ lượng canxi cần thiết mỗi ngày vì vậy việc tăng cường bổ sung các thực phẩm giàu canxi là rất cần thiết tại mỗi thời điểm cơ thể chỉ hấp thụ một lượng canxi nhất định vì vậy nên chia nhỏ các thực phẩm giàu chất này thành nhiều lần trong ngày các thực phẩm giàu canxi sữa và các sản phẩm của sữa như sữa chua phô mát cá nhất là cá mòi cá thu các loại rau củ hạt súp lơ xanh cải xoăn củ cải đường rau xanh đậm hạt đậu nành phốt pho. Phốt pho là khoáng chất có hàm lượng cao thứ hai trong cơ thể con người, đứng đầu là canxi. Cơ thể cần phốt pho để thực hiện nhiều chức năng quan trọng như lọc các chất cạn bã, sửa chữa các mô và tế bào bị tổn thương. Nồng độ phốt pho quá cao hay quá thấp đều có thể gây nên những biến chứng nguy hiểm như bệnh tim mạch, đau khớp hay suy nhược cơ thể. Hầu hết các loại thực phẩm đều có chứa phốt pho. Những thực phẩm giàu protein cũng là nguồn cung cấp lượng phốt pho dồi dào, bao gồm thịt gia súc và gia cầm, cá, Sữa và các sản phẩm từ sữa, trứng, các loại hạt và quả hạch, các loại đậu. Magie, khoảng 60% magie trong cơ thể được tìm thấy trong xương. Ngoài ra magie cũng giúp duy trì sức khỏe tim và tăng cường hệ miễn dịch. Các loại rau lá xanh, cá hồi, cá ngừ, quả bơ, chuối và sô cô la đen là những nguồn chứa nhiều magie. vitamin C và vitamin D. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nền xương. Bạn có thể bổ sung các loại quả như kiwi, đu đủ, các loại quả mọng và cam vào chế độ ăn. Những loại rau như súp lơ xanh, cà chua và đậu Hà Lan cũng chứa nhiều vitamin C. Vitamin D cho phép cơ thể hấp thụ canxi. Nếu thiếu vitamin D, xương sẽ trở nên giòn và yếu. Có thể bổ sung vitamin D bằng thực phẩm. Tuy nhiên, vitamin D có ít trong thực phẩm tự nhiên, trừ một vài loại cá biển béo. Trong cơ thể, bình thường dưới da có sẵn các tiền vitamin D. Tắm nắng là một trong những biện pháp hữu hiệu cung cấp cho vitamin D cơ thể phòng tránh bệnh loãng xương. Flo <laughs> Flo là vi chất dinh dưỡng tham gia vào quá trình phát triển răng, tạo ngà răng và men răng. Flo còn giữ vai trò quan trọng trong quá trình tạo xương và có ảnh hưởng đến sự điều hòa chuyển hóa canxi phốt pho. Có thể bạn thường xuyên được bổ sung flo mỗi khi đến nhà sĩ nhưng một thực đơn với các loại thực phẩm dầu flo cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Cua, hầu, nho tươi, nho khô, nước khoáng, trà đen là những thực phẩm như thế. Flo có tác dụng thay thế những khoáng chất mà răng bạn mất đi khi ăn uống và là chiến binh chống lại sâu răng hiệu quả. Kali nếu chế độ ăn của bạn bao gồm các loại rau và quả nhiều kali, nó có thể làm giảm nhu cầu canxi bị huy động từ xương. Những thực phẩm chứa nhiều kali gồm đậu trắng, quả mơ, rau bina, khoai tây, sữa chua, nấm và chuối. <laughs> kẽm có một thực tế nhiều người đã biết rằng vitamin D rất cần thiết cho sức khỏe xương, tuy nhiên kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hấp thu vitamin D trong xương. Những thực phẩm như thịt bò, thịt cừu, hàu, rau bina, hạt bí ngô, hạt điều, thịt gà và đậu xanh là nguồn kẽm tuyệt vời quý vị và các bạn thân mến một thông tin sức khỏe ngày hôm nay của đài phát thanh truyền hình hưng yên xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin thân ái chào tạm biệt